người từ thế giới thực vào thế giới ảo, gây ra những hệ lụy cho cuộc sống cũng như xã hội. Vậy thì làm thế nào để con người có thể trở lại thế giới thực, thế nhưng mà cũng không chối bỏ những tác động tích cực của công nghệ? Thì ngay sau đây, hãy cùng đến với một ý tưởng như vậy. Tôi cũng là làm công nghệ hơn 20 năm và được gặp gỡ rất nhiều các công ty, đặc biệt là những công ty công nghệ ở Mỹ. Ví dụ như các anh em làm trong lĩnh vực của Facebook, rồi của Google, sản phẩm những mạng xã hội, YouTube. Thì phát hiện ra là một điều, đó là cái việc mà sử dụng công nghệ để phục vụ cho những cái mục tiêu cá nhân hoặc là mục tiêu cho các doanh, cho các doanh nghiệp, thì vô hình chung có thể nó sẽ gây ra những cái hệ lụy của cái xã hội, mà đặc biệt là cho cái giới trẻ. Và chính vì thế, đó là một cái nỗi đau, đó là một cái vấn đề nhức nhối trên toàn thế giới. Và tôi là một người làm công nghệ cũng như là mong muốn tạo, làm ra một cái sản phẩm có giá trị và có ảnh hưởng ở trên toàn thế giới. Đó là lý do để chàng trai trẻ Phúc Quyết quyết định gác lại những thành công trước đó, dấn thân vào một con đường ngược chiều với nhiều thử thách, đưa con người từ thế giới ảo về thế giới thật, dùng công nghệ để giải quyết nỗi đau do chính công nghệ gây ra. Tôn chỉ và chúng tôi sẽ thực hiện, đó là công nghệ vị nhân sinh. Có nghĩa công nghệ phải phục vụ cho cuộc sống, công nghệ là phải sự phát triển của con người. Để hiện thực hóa được ý tưởng đặc biệt đó, anh Quyết cùng đội ngũ công nghệ hơn 20 năm kinh nghiệm của mình đã phải mất một thời gian dài nghiên cứu thị trường, tâm lý người dùng trên các nền tảng công nghệ để hiểu được họ đang cần gì và thiếu gì. Thực ra mà nói thì người Việt là cực kỳ thông minh, cực kỳ sáng tạo. Chưa kể là bây giờ về có cái sự ra đời của các cái hệ thống hỗ trợ AI như kiểu ChatGPT thì thực sự ra là các cái bài toán công nghệ bây giờ thì nó chỉ nằm ở cái chỗ làm sao cái người giải quyết vấn bài toán ấy tự lựa chọn những cái công nghệ nó phù hợp, thực sự là đứng về phía người dùng thay về đứng về phía công nghệ. Dựa trên tâm lý muốn vui và còn có thêm thưởng, ứng dụng Locamit ra đời cùng những thuật toán nhân văn. Với mỗi lần gặp gỡ mới hoặc gặp lại những mối quan hệ chất lượng, người dùng sẽ nhận được tiền thưởng. Tiền thưởng vận hành như cơ chế tích điểm gửi quà, hoặc cộng đồng có thể dùng điểm để trao đổi trong hệ sinh thái của Locamos. Điều này sẽ bắt đầu khích lệ người dùng ra ngoài gặp gỡ. Khi hoạt động này lặp đi lặp lại, ứng dụng sẽ giúp người dùng tạo ra thói quen xây dựng những mối quan hệ chất lượng ngoài đời thực, hứa hẹn trở thành nền tảng hoạt động thế hệ mới, kết nối hàng trăm triệu người dùng trẻ và hàng triệu doanh nghiệp trên toàn cầu nhằm cùng tạo ra giá trị.